Thấy banh tới là sợ, giữ banh là mất banh. Anh em nào có tình trạng trên thì vào tập luyện cùng Mr. K nhé. Hôm nay mình sẽ tập 2 bài tập tăng khả năng kiểm soát bóng. Như mọi khi, trước khi tập luyện thì chúng ta nên khởi động kỹ và chạy vài vòng quanh sân cho nóng người. Cái đống vàng vàng chỗ kia là đống rơm đó mọi người, nhà mình có trồng lúa nha. Chúng ta tới với bài thứ nhất. Mình gọi bài tập này là tam giác sau một chân. Các bạn dùng gầm một chân kéo bóng về phía sau chân còn lại. Sau đó chúng ta dùng gầm chân kia kéo bóng về phía trước và tạo thành hình tam giác. Anh em tập luyện từ chậm tới nhanh nha. Bài này cũng tương đối là khó chứ không phải quá dễ. Bài tập này sẽ giúp cho anh em có cảm giác bóng tốt hơn, tăng khả năng kiểm soát bóng trong quá trình thi đấu. Ngoài ra tập những bài này cũng tăng cường cơ chân nha các bạn. Tại vì tập một tí là rất là mỏi chân luôn. Bạn nào mà đá bóng thường xuyên thì sẽ làm động tác này tương đối là dễ. Còn với những bạn mới á, kỹ năng còn yếu thì mình cứ cố gắng tập luyện, tập từ chậm chậm rồi dần dần mình nâng dần tốc độ. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài số 2 nha. Cũng như bài 1 nhưng chúng ta tập luyện bài này với hai chân nha. Anh em cứ nhìn các động tác mình làm. Tập bài 1 thuần thục rồi thì sang bài tập 2 này nó khó hơn một tí nhưng mà cũng sẽ làm được nha anh em. Tóm lại là không có việc gì khó, chỉ là chúng ta có chăm chỉ tập luyện hay không thôi. Anh em mà tập bài 2 này thuần thục, lên sân tập mà khởi động cho đối phương nhìn thì cũng rất là màu mè đó. À không, gọi là rất là ra gì và này nọ, đúng không anh em? Mình lên sân là rất ghét màu mè. Mình tập các động tác này cũng là để nâng cao cảm giác bóng, nâng kỹ năng bóng và tăng sự nhanh nhẹn cho đôi chân thôi. Anh em cố gắng tập luyện nha, cứ tập từ từ tới nhanh. Mọi thứ thì không nên nóng vội. Ngày xưa thì mình đá cũng rất kém, nhưng do tập luyện thường xuyên mới lên chân đó anh em. Ok, vậy là xong bài tập hôm nay nha. Hẹn anh em ở các clip sau.